Kính chào anh, ông bà, anh chị em. Chúng ta vừa nghe người đọc Kinh Thánh đọc phân đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 22 từ câu 1 đến câu 8. Các nhà thần học cho rằng đây là một cái câu chuyện thử thách đức tin khó nhất, khó học nhất, khó thực hành nhất trong hầu hết tất cả những cái câu chuyện đức tin ở trong Kinh Thánh. Vì nó đụng đến một cái tình cảm thiêng liêng, là tình cảm của cha con, cái tình cảm của Abraham với Isaac. Nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ thấy là nó cũng đụng đến cái tình cảm thiêng liêng giữa tình cảm cha con giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu nữa. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với cái phân đoạn Kinh Thánh rất là khó này một lần nữa để mà tìm hiểu tại sao, như thế nào lại có cái sự thử thách này, và những điều thử thách này đem đến cho chúng ta những cái sự dạy dỗ như thế nào, và chúng ta sẽ phải đối đầu với cái thử thách này như thế nào. Cái câu chuyện bắt đầu bằng câu sau đó Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham. Mới ngay từ ban đầu thì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời thử. Từ ngay cái trước cái câu chuyện mà thì chúng ta đã biết cái đoạn kết rồi, tức là nó sẽ không có gì hết, nó chỉ là thử thôi, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng chúng ta nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời thử thì Đức Chúa Trời biết, nhưng mà Abraham là cái người bị thử thì hoàn toàn không biết gì hết. Ông hoàn toàn không biết là Đức Chúa Trời thử mình. Đây mới là điều mà chúng ta để ý tới. Đức Chúa Trời làm cái gì thì cũng có mục đích, kế hoạch cả. Cho nên khi Ngài thử thì Ngài nói là Ngài thử. Không có ai thử một người mà nói trước với họ hết. Chúng ta cũng vậy đúng không? Khi chúng ta muốn thử cái tấm lòng của một người, cái tình cảm của một người đối với mình như thế nào, thì chúng không có ai trong chúng ta nói trước là tôi thử anh. Chúng ta cứ đưa ra một cái sự thử nghiệm, và cho đến cuối cùng thì chúng ta mới biết cái sự thử nghiệm đó có kết quả như thế nào. Đức Chúa Trời vẫn dùng cách này cách khác để thử nghiệm đức tin của một người ở trong chúng ta, mà Ngài cũng sẽ không bao giờ nói trước cho chúng ta biết. Đúng vậy, phải không thưa ông bà anh chị em? Ngài không bao giờ nói hết. Chúng ta sẽ đi vào trong những cái sự thử nghiệm và chắc phải chịu đựng cái sự thử nghiệm đó cho đến cuối cùng. Khi chúng ta biết rằng đó chỉ là sự thử nghiệm, thì chúng ta mới tạ ơn Chúa. Nhưng ngay từ đầu chúng ta không biết điều đó. Abraham cũng vậy. Abraham cũng vậy, ông hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà người ta hỏi một cái câu hỏi là tại sao cần phải thử? Tại sao Đức Chúa Trời cần phải thử Abraham? Người ta thử thường thường đó là để biết là thật hay giả. Chẳng hạn như là vàng. Chúng ta biết là vàng, để biết nó là thật hay giả thì phải thử nó bằng lửa. Chúng ta suy nghĩ là có thể Đức Chúa Trời nghi ngờ cái gì Abraham chăng ở chỗ này? Hay là Đức Chúa Trời nghi ngờ rằng ông không có thật tin Chúa hay không? Có phải vậy không? Kinh Thánh cũng mô tả là lòng dạ con người là dối trá, ai có thể tin được. Nhưng mà ngay từ đầu chúng ta đã thấy Abraham có đức tin thật. Ông tin Chúa thật. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông ra khỏi quê hương đang sống để đi đến một nơi mà Ngài sẽ chỉ cho. Kinh Thánh ở trong Hebrew nói là Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Ngay tức thì vâng lời mà đi. Đi và mang theo toàn bộ gia đình, toàn bộ gia sản rất lớn của mình mà không hề hỏi lại, không hề thắc mắc. Theo chúng ta thấy thì có thể là Đức Chúa Trời chẳng có nghi ngờ gì nữa về cái đức tin của Abraham, vì Ngài đã thấy rõ điều đó rồi. Nhưng mà tại sao phải thử? Trong trường hợp này chúng ta có thể đưa ra một cái giả thiết khác, là để biết tình trạng thuộc linh của người đó ngay trong lúc đó. Chúng ta nhớ đọc lại ở trong câu thứ 12. Thiên sứ phán rằng
đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng, ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con một, tức là con người, con một người. Thì ta nói là bây giờ ta biết rồi, đừng có đụng tới đứa trẻ, ta chỉ thử thôi. Và khi ngươi đưa tay lên thì ta biết rồi. Có thể là Đức Chúa Trời muốn check lại, thử lại cái đức tin lúc đó của Abraham. Cũng giống như là có thể đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, Đức Chúa Trời muốn thử lại cái đức tin ngay trong lúc đó của chúng ta. Chúng ta có thể tin Chúa từ lâu rồi, nhiều người đi nhà thờ không biết bao nhiêu chục năm rồi. Không phải là chúng ta không có tin, nhưng mà có rất là nhiều khi ở trong cuộc đời của chúng ta có những cái giai đoạn mà chúng ta bị sa sút, có thể chúng ta sẽ yếu đuối, sẽ nguội lạnh, và Đức Chúa Trời có thể dùng một điều gì đó để có thể thử xem cái đức tin của chúng ta còn trọn vẹn không, hay là cái tình yêu của chúng ta có còn tốt đối với Ngài hay không. Phải không thưa ông và anh chị em? Khi tôi đọc cái đoạn Kinh Thánh này thì tôi tự hỏi là cái sự thử thách này nó có mâu thuẫn với cái tình yêu của Đức Chúa Trời với Abraham, hay là cái tình yêu của Đức Chúa Trời với con người không? Tại vì nó đụng đến tình yêu. Tôi thấy là không có mâu thuẫn gì hết. Và trong cái sự thử thách này, tôi lại thấy rằng Đức Chúa Trời yêu Abraham mà thử thách, với cái mong muốn là ông trở nên một cái người thật sự thuộc về Ngài, như cha con, như cái người cha yêu đứa con và dạy con của mình. Trong cái thử thách chúng ta, đối với nhiều khi chúng ta gặp cái thử thách với Đức Chúa Trời, chúng ta có cảm thấy buồn, và chúng ta có thể trách Chúa rằng có thể là tại sao Chúa không có yêu con nữa, tại sao Chúa phải thử thách, phải đem đến cho con những cái sự đau đớn, những sự buồn bã như vậy. Mà chúng ta cũng quên đi rằng Đức Chúa Trời chỉ với cái mục đích yêu chúng ta và muốn chúng ta trở nên tốt hơn, cho nên Ngài mới thử chúng ta. Và tôi cũng nghĩ rằng trong cái câu chuyện này, Đức Chúa Trời muốn cho Abraham tốt hơn, cho nên muốn thử ông. Và thưa ông bà, anh chị em, trong một ngày nào đó, trong một cái thời gian nào đó, khi mà chúng ta gặp một cái thử thách gì đó, thay vì chúng ta có thể buồn giận Đức Chúa Trời, thì hãy cảm tạ Chúa, vì Đức Chúa Trời có thể dùng cái thử thách để nhắc nhở mình, để chúng ta có thể đứng dậy được và có thể sống một cái đời sống đức tin tốt hơn. Rồi người ta lại hỏi cái chỗ này nữa, thử thách thì cần rồi đó, nhưng mà có phải thử thách một cái việc quá lớn, quá sức loài người như vậy không? Đây là một cái việc quá sức chịu đựng của con người. Đức Chúa Trời đã ban Isaac cho Abraham và Sarah trong khi họ đã quá lớn tuổi. Thánh nói rõ điều đó. Và ông bà không còn khả năng sinh sản nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ Isaac như là một phép lạ. Isaac là một đứa con thuộc dòng dõi chính, khác với Ishmael của Aga, và sau này sẽ trở thành đứa con nối dõi của Abraham. Isaac là hy vọng duy nhất của Abraham. Và tại sao phải đụng đến đứa trẻ đó? Tại sao phải đụng đến ngay cái của quý báu nhất của Abraham là Isaac? Chúng ta thấy là đụng đến Isaac là đụng đến trái tim của Abraham. Chính Đức Chúa Trời đã nhấn mạnh cái việc đó ở trong cái câu đầu tiên, là hãy bắt đứa con trai, đứa con một mà người yêu dấu. Chúa biết rõ điều đó. Đó là đứa con một mà Abraham yêu dấu. Đức Chúa Trời yêu loài người, Ngài đã tạo ra như là cha với con, và Ngài phải biết rõ cái tình yêu của cha con là như thế nào. Ngài chắc không thể nào nghĩ ra một cái việc thử thách quá ghê gớm như vậy. Tôi đọc cái chỗ này tôi cũng cảm thấy nó làm sao á. Mình cũng cảm thấy mình chạnh lòng, mình cũng không biết tại sao nó phải như vậy. Nhưng mà thưa Hội Thánh, khi mà chúng ta đọc lại cái chữ mà hãy bắt đứa con một mà người yêu dấu á, chúng ta có liên tưởng đến một cái câu chuyện nó gần giống như vậy hay không? Cái chữ con một đó khiến chúng ta liên tưởng đến cái gì? Con một của Đức Chúa Trời, phải không? Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói là lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian rằng chúng ta nhờ con được sống. Chính Đức Chúa Trời đấng đã yêu cái đứa con một của mình là Chúa Giê-xu như thế nào mà Ngài đã phải sai con Ngài xuống thế gian để chết. Chết thật. Trong cái cương vị một người cha nhân từ như chúng ta thường nghe nói về cái bản chất thuộc linh của Đức Chúa Trời, yêu con mình là thế nào? Chúa Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đã yêu Chúa Giê-xu đến mức độ như thế nào? So với cái tình yêu của Abraham đối với Isaac, cái tình yêu nó lớn như thế nào? Nhưng mà vì yêu con người hơn, cho nên Ngài không còn một giải pháp nào khác là hy sinh đứa con một yêu dấu của mình. Đức Chúa Trời chỉ thử Abraham thôi. Chúng ta thấy cái chữ đó. Và cuối câu chuyện thì Đức Chúa Trời đã can thiệp ngay một cách chính xác để cái lưỡi dao oan nghiệt không đụng đến mạng sống của đứa trẻ. Nhưng về Chúa Giê-xu thì sao? Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện xin khỏi uống chén đắng ở trong vườn Gethsemane thì Đức Chúa Trời đã làm gì? Làm ngơ. Con một của Abraham chỉ là một thử nghiệm, nhưng mà con một của Đức Chúa Trời là một sự hy sinh thật. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời là vì Ngài cho chúng ta cái câu chuyện của Abraham và Isaac để cho chúng ta thấy lại, trở lại cái hình ảnh của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con một ngày nào đó. Và cái sự hy sinh đó thật là quá lớn. Tạ ơn Chúa. Cho tới giờ này chúng ta ở đây sống như thế này, vui mừng ở trong tình yêu thương của Chúa. Đó là cái ơn lớn lao về sự hy sinh của Đức Chúa Cha đã ban con một của Ngài cho chúng ta. Thưa Hội Thánh, cái đoạn mở đầu nó có vẻ kinh khủng như vậy, nhưng mà nó có một cái safety ending, tức là một cái kết thúc an toàn. Đức Chúa Trời đã can thiệp ngay tức thì. Isaac không có chết gì cả. Thử thách đến mức độ cao nhất của nó thì ngừng lại. Cái lưỡi dao đưa lên nhưng mà không có hạ xuống. Đức Chúa Trời biết đức tin của Abraham như thế nào. Đức Chúa Trời biết đức tin của ông đến đâu và Ngài chỉ thử đến đó thôi. Ở trong Cô Rinh Tô thứ nhất đoạn 10 câu 13 viết như thế này. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Để cho anh em có thể chịu được. Vào trong giây phút cuối, trước khi thảm kịch có thể xảy ra, thì Đức Chúa Trời đã mở đường cho Abraham ra khỏi. Đây là câu kinh thánh mở một lối thoát cho những người theo Chúa và mở một cái lối thoát cho tất cả chúng ta. Những người phải có thể chấp nhận những cái sự thử thách. Đức Chúa Trời biết rõ trình độ thuộc linh và sức chịu đựng của người theo Ngài như thế nào. Ngài là đấng có sự cảm thông, Ngài không có gay gắt ép buộc ở trong tình yêu, và Ngài biết rằng không phải ai cũng chịu một cái mức độ thử thách giống nhau. Phao-lô, ông chịu đựng cái sự thử thách khác, mà Gióp thì chịu một cái sự thử thách khác. Cái trường hợp của Gióp là một trường hợp kinh khủng nhất. Mà chỉ một mình Gióp chịu được thôi. Nếu mà đem cái trường hợp của Gióp mà cho Giăng hay là cho Phi-e-rơ hay một người nào khác thì không chắc người đó có thể chịu được. Một người khỏe mạnh có thể chịu đựng thử thách tới đâu. Một người yếu đuối bệnh tật thì có thể chịu đựng thử thách đến đâu. Chúa biết điều đó. Nếu mà quá sức họ thì họ sẽ bỏ Chúa. Chúng ta mỗi người khác. Đức tin không tùy thuộc vào vị trí chức vụ của một con người. Nó tùy thuộc vào cái sự chịu đựng tới đầu của con người. Chúng ta đã học bài học. Nếu mà Chúa không trả lời một lời cầu nguyện tha thiết thì sao? Ở trong Thánh cho chúng ta thấy là có một số những lời cầu nguyện rất là tha thiết. Nài xin Chúa giải quyết việc đó, con chịu không nổi.
nhưng mà Chúa không giải quyết. Thì chúng ta nghĩ thế nào? Chúng ta nghĩ là có phải Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta quá sức chịu đựng không? Thưa Hội Thánh, tôi suy nghĩ cái điều này nhiều. Tôi nghĩ có những cái trường hợp rõ ràng là chúng ta phải chịu đựng quá sức của mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà Đức Chúa Trời để một cái sự quá sức nào đó xảy đến cho một con người, thì Ngài cũng có thể thêm sức cho người đó có thể chịu được. Chúng ta học thêm một chữ nữa là thêm sức. Phao-lô ở trong những cái hoàn cảnh của cuộc sống ông thì ông nói rằng tôi làm được những cái điều này, những cái điều kia là không phải bởi vì tôi giỏi đâu, không phải tôi chịu đựng giỏi tới cái mức độ đó đâu, nhưng mà bởi vì Chúa thêm sức. Thì anh chị em, tôi cũng học được cái bài học này, cũng muốn học với anh chị em rằng trong những cái hoàn cảnh mình đã vượt quá sức chịu đựng của chúng ta, thì hãy xin Chúa thêm sức cho mình. Vì Chúa, chúng con không thể chịu đựng nổi, chỉ có sức của Chúa mới có thể giúp chúng con chịu đựng nổi. Không ai muốn bị thử thách cả. Người ta sợ thử thách, tôi cũng vậy. Tôi vẫn thường cầu xin Chúa là Chúa ơi, Ngài biết cái sức chịu đựng của con và xin đừng để con chịu cái thử thách đó. Nhưng mà thử thách là điều không thể thiếu ở trong đời sống của chúng ta. Không ai tránh khỏi cả. Nó chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi. Xin Chúa cho khi thử thách đến thì Ngài thêm sức để chúng ta có thể chịu được. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày bước theo Chúa ở trên đường bằng phẳng, và cũng có thể bước theo Chúa ở trên những cái đoạn đường gập ghềnh. Bước đi với Chúa trong lúc trời nắng tốt, nhưng mà cũng có thể bước theo Chúa trong những lúc mưa bão, và tin rằng sẽ không có quá sức đâu. Dù cho chúng ta thấy là quá sức, nhưng mà Chúa cũng sẽ ở đó để thêm sức cho chúng ta có thể chịu được. Amen. Thưa anh chị em, chúng ta trở lại cái câu chuyện của Abraham khi Chúa phán trực tiếp với ông ở trong câu thứ hai. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Chúng ta có hình dung ra Abraham ở trong cái hoàn cảnh đó không? Chúng ta hình dung ra là khi ông nghe Đức Chúa Trời nói câu đó thì ông đã nghĩ như thế nào? Abraham có cái tấm lòng bằng thịt, có cái tình cảm của một con người, có một cái đứa con mà ông yêu quý, không phải là cái tim bằng đá mà có thể tỉnh bơ được, hay là có thể vô cảm được. Chúng ta có thể hình dung cái sự giằng co đau đớn giữa đức tin với Chúa và cái tình cha con với Isaac. Mà cái điểm lạ của cái câu chuyện này đó là không có một cái chi tiết nào mô tả cái sự giằng xé nội tâm của Abraham. Không có nói cái gì hết. Không có thêm một cái chữ gì cho thấy cái tình cảm hay là cái phản ứng dù cho nhẹ của Abraham. Không có thấy gì hết. Khi tôi đọc cái đoạn kinh thánh này thì tôi có khi nghi ngờ cái tính xác thực của nó. Vì tôi thấy nó ghê quá. Có khi tôi nghĩ nó không có thật. Nó chỉ là một ví dụ thôi. Nhưng mà câu chuyện này không phải là một ví dụ. Đó là câu chuyện thật 100%. Làm sao người ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời có thể thử thách một điều nó quá kinh khủng như vậy? Mà nếu mà chúng ta không dùng cái chữ là độc ác thì nó cũng quá kinh khủng. Chúng ta có thể học bài học thuộc linh qua câu chuyện này. Nhưng mà thưa Hội Thánh, chúng ta phải nhớ rằng trong cái bối cảnh thật của lịch sử Israel thì những nhân vật kinh thánh đều có thật. Đây là câu chuyện có thật, dạy thật, trực tiếp. Chúng ta suy nghĩ đến cái sự đau đớn kinh khiếp của Abraham khi Đức Chúa Trời yêu cầu ông và chính ông trói đứa bé lại đặt ở trên bàn thờ và đưa dao lên để giết nó và thiêu sống nó. Không ai có thể tưởng tượng được câu chuyện như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta học là chúng ta học những bài học thuộc linh. Đức Chúa Trời chắc chắn là sẽ không có
nói với chúng ta rằng hãy bắt đứa con ruột thật của người và đi đến kia rồi trói nó lại và giết chết nó và thiêu nó để làm của lễ thiêu cho ta. Không bao giờ có một cái chuyện giống tương tự như vậy xảy ra. Ngày hôm nay chúng ta học cái bài học thực tế ở trong Kinh Thánh cho những cái hoàn cảnh thuộc linh của mình mà thôi. Đức Chúa Trời không có yêu cầu chúng ta làm một việc tương tự như vậy. Nhưng mà ông bà anh chị em hãy thử nghĩ rằng khi Đức Chúa Trời buộc chúng ta phải từ bỏ một điều gì quý nhất của mình thì chúng ta nghĩ Isaac là cái đứa con quý báu nhất của Abraham. Ông có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho nó. Điều quý nhất của chúng ta là gì? Và nếu mà Đức Chúa Trời đụng đến cái điểm quý nhất của chúng ta, yêu cầu chúng ta đụng đến cái điều quý nhất của chúng ta, lấy đi một cái gì quý nhất của chúng ta, thì chúng ta phải làm sao? Một cái gì đó tùy theo trường hợp của mỗi người, một cái gì mình quý giá, một cái tình cảm mình quý giá, một cái danh vọng mình quý giá, hay là một cái gia sản mình quý giá, hay là một cái điều gì đó mình đam mê ở trong cuộc đời của mình và mình yêu thích nó, và một ngày nào đó có thể Đức Chúa Trời nói rằng hãy đem nó đến và dâng cho ta. Chị em nghĩ thế nào? Có khi Đức Chúa Trời không có làm một cái test buộc chúng ta phải từ bỏ một cái gì đó, nhưng mà có khi Ngài đã cất đi một cái gì đó quý giá của mình. Một người phụ nữ ở California đã bị cháy mất cái ngôi nhà lớn yêu quý của bà tích cóp trong nhiều năm, và sau đó bà bị trầm cảm. Tôi cũng từng rất là thất vọng khi mất một chiếc xe mới mua trước đây. Dù nó không phải là cái gì quý nhất hết, nó chỉ là cái xe thôi. Rồi mất một cái người thân yêu là một cái điều đau đớn nhiều hơn. Là một cái gì quý báu nhất trong gia đình của mình. Nhưng đó là điều chúng ta phải thường đối diện trong cuộc sống. Anh chị em, chúng ta ai đã từng phải đối diện trước sự thử thách lớn lao như vậy? Và chúng ta đang nghĩ gì? Sau lời phán của Đức Chúa Trời, Abraham đã làm gì? Trong câu thứ 3, Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con của mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Abraham nói gì ở đây? Dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac rồi đi. Không có thấy nói gì hết. Môi-se khi mà Chúa kêu gọi ông vào chức vụ thì ông đã từ chối. Ông có nói. Ông viện dẫn lý do chính đáng là vì ông là người nói không giỏi. Giê-rê-mi đã từ chối lời kêu gọi vào chức vụ của Đức Chúa Trời và nói rằng tôi là một đứa trẻ. Ê-sai cũng vậy. Nếu họ muốn nói, họ thắc mắc, họ không hiểu thì họ nói. Không ai cấm họ hết. Họ có quyền nói, họ có quyền từ chối. Những thánh nhân ở trong Kinh Thánh, những người đã rất là gần gũi Đức Chúa Trời, đã từ chối những lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Nhưng Abraham không nói gì hết. Dù cái lý do của ông là quá chính đáng. Nếu mà tôi đó, như ông bà anh chị em, chúng ta sẽ hỏi gì? Sao kỳ vậy? Isaac là đứa con Chúa cho con trong lúc tuổi già. Khi con không có còn hy vọng gì có con cái nữa, và nó là hy vọng của đời con. Thế mà bây giờ Chúa lại bảo con phải dập tắt cái hy vọng đó đi. Và chính con phải là người làm việc đó, chứ không phải ai khác. Con không hiểu. Ông đã dậy sớm, ông thắng lừa, rồi dẫn hai đứa đầy tớ và đem Isaac đi, thì lại có chặt củi thêm để làm lễ thiêu nữa. Nhất nhất đều vâng lời Đức Chúa Trời mà không hỏi một câu gì hết. Thật là kinh khủng. Tôi đọc tới đây và tôi cảm thấy kinh khủng quá.
chúng ta có câu trả lời tại sao không? Tôi chỉ có thể thấy một điều, một cái câu trả lời là Abraham đã vâng phục Chúa, hoàn toàn vâng phục Chúa. Không nói gì hết, không đặt câu hỏi, không thưa kiện, không khiếu nại. Cho đến cuối cùng, và ông đã đưa dao lên. Và nếu mà Đức Chúa Trời không sai thiên sứ ngăn cái dao lại, thì cái dao đã đụng đến thì sao? Đức tin là sự vâng phục, cho dù không hiểu gì hết. Amen không ông bà anh chị em? Không hiểu gì hết, mà cứ vâng phục. Có những điều, những việc mà Đức Chúa Trời làm mà chúng ta cũng không hiểu gì hết. Ngay cả những việc xảy ra làm cho mình vô cùng đau đớn, không hiểu vì sao nó có thể xảy ra. Nhưng chúng ta phải vâng phục ý Chúa. Tôi vâng phục ý của Chúa, vì đó là ý của Chúa. Đức Chúa Trời không làm một điều gì mà điều đó không nằm trong chương trình đời đời của Ngài. Chúa Giê-xu đã trả lời thắc mắc cho các môn đồ khi họ không hiểu về việc Đức Chúa Giê-xu làm. Hiện nay ngươi chẳng biết việc ta làm, nhưng về sau sẽ hiểu. Đức Chúa Trời cũng nói với chúng ta như vậy. Có thể hiện nay các ngươi không biết sự thử thách đó đến cho các ngươi là vì như thế nào, nhưng mà về sau sẽ hiểu. Về sau là bao giờ? Chúng ta không biết, nhưng mà về sau sẽ hiểu. Đó là ý của Chúa. Không phải một mình Abraham vâng phục thôi mà đã thôi đâu. Chúng ta thấy rằng Isaac cũng vâng phục nữa. Nếu Abraham là nhân vật chính của câu chuyện, thì là Isaac và là nạn nhân chính của câu chuyện, nếu được gọi như vậy. Nó, Isaac là một nạn nhân, nên không hiểu gì hết. Tự nhiên rồi cha kêu mình dậy rồi dẫn mình đi. Có thể nó cũng tưởng là nó sẽ đi chơi hay là nó đi lên thờ phượng Chúa ở trên cái ngọn núi Moria đó như mọi lần khác. Vô tư và hồn nhiên đi theo. Cha kêu đi thì cứ đi. Và thậm chí là khi bị trói lại để trên bàn thờ để chuẩn bị giết làm của lễ thiêu thì cũng không có nghe kêu la vùng vẫy gì hết. Tại sao vậy? Isaac lúc ấy được cho là khoảng 14 hay 15 tuổi, đã là một cái thiếu niên rồi. Cũng không quá là ngây thơ nữa. Đứa trẻ khi đến nơi không thấy cái gì như là cái con chiên để làm của lễ thiêu, thì mới nói với cha là Abraham, cha mình rằng: cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có để mà làm của lễ thiêu. Nó ngạc nhiên, nó thấy là đi dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời có đem củi lửa theo mà không thấy con chiên ở đâu hết. Nó chỉ thắc mắc vậy thôi. Rồi khi cha nó trói nó lại để trên đống củi, và khi nhìn thấy cha nó cầm dao đưa lên định giết thì cũng không nói gì hết. Đi sát, tại sao không kêu lên, không la lên một tiếng gì đó để phản đối? Tại sao? Không ai hiểu. Isaac không hiểu gì hết. Nó không hiểu tại sao cha nó là người mà nó thương yêu, tin cậy, là nở lòng giết nó để làm một của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Isaac là một đứa trẻ ngoan, Kinh Thánh đã mô tả. Không có một chỗ nào mô tả về tánh hạnh xấu của Isaac như tánh hạnh của Jacob. Nhưng là một đứa trẻ đã vâng phục trong cái chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đây cũng là điều mà chúng ta không hiểu được. Ai có thể hiểu được ý muốn, kế hoạch và chương trình của Đức Chúa Trời? Ai có thể hiểu được? Ê-sai 55 câu 8-9 viết rằng: Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Roma có một cái đền nhà thờ rất là lớn, gọi là nhà thờ Saint Petersburg, nhà thờ Công giáo. Có một cái bức tranh lớn ghép lại ở trên trần của mái vòm nhà thờ.
rất là lớn, rất là đẹp. Người ta tưởng là họa sĩ đã vẽ cái bức tranh đó toàn bộ, nhưng mà không phải. Họa sĩ vẽ từng mảnh ghép nhỏ, rất là nhỏ, rồi ghép nó lại thành ở bức tranh lớn. Có khi một cái miếng ghép đó, nó không có ra cái hình thù gì hết, nó chỉ là một cái gạch ngang hay là một cái gạch dọc hay là một cái nét gì đó mà thôi. Nhưng mà khi nó ráp lại, dần dần nó ráp lại thì nó trở thành một bức tranh đầy đủ chi tiết. Nó giống như là một cái trò chơi xếp chữ vậy. Hồi nhỏ mình coi trò chơi xếp chữ đó, nhưng cái xếp cái này xếp lại cái kia thì nó trở thành một cái hình. Khi mà nhìn những cái tấm tranh nhỏ đó, để mà xếp lại, ghép lại thành một bức tranh lớn thì chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Nó không có cái hình thù gì rõ ràng hết. Nhưng mà khi nó được xếp lại, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh thì nó là một bức tranh đầy đủ ý nghĩa. Cái chương trình của Đức Chúa Trời là một bức tranh lớn, mà cuộc đời của chúng ta chỉ là những cái tấm tranh nhỏ ghép lại mà thôi. Những cái sự cố xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là những bức ghép nhỏ, nhiều khi vô nghĩa. Nhiều khi chúng ta không hiểu là tại sao có nó và nó nằm ở đó hay là nằm ở đâu, và tại sao nó có thể ghép lại điều này, nó có thể ghép điều kia. Chúng ta thật sự không hiểu, nhưng mà tất cả đều nằm trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ không hiểu gì hết về những thử thách của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Thậm chí là những thử thách làm cho chúng ta vô cùng đau đớn. Nhưng mà về sau sẽ biết. Giăng 13 câu 7, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Cuốn Kinh Thánh, toàn bộ quyển Kinh Thánh là một bức tranh lớn, trong đó có nhiều câu chuyện nhỏ ghép lại đã trở thành một bức tranh toàn diện của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi trong cuộc đời, chúng ta sẽ đối diện với những thử thách ở trong cuộc đời. Có những thử thách nhỏ, những thử thách lớn, những thử thách thật là kinh khủng. Đức Chúa Trời cũng có thể cho phép những điều đó xảy ra, mà chúng ta chẳng bao giờ hiểu. Mà chúng ta sẽ nghĩ gì về những thử thách đó? Thôi thì hãy vâng phục Đức Chúa Trời, vì biết rằng chẳng có điều gì Đức Chúa Trời làm mà không có mục đích. Không phải bất cứ những điều Đức Chúa Trời làm, chỉ là vì yêu thương chúng ta. Ngài yêu và Ngài muốn chúng ta lớn lên, sống, bước theo Ngài một đời sống tốt lành. Tất cả những điều mà chúng ta cảm thấy dường như đau đớn bây giờ sẽ là sự tốt lành cho ngày mai. Và hãy cầu xin Chúa cho tôi có thể vâng phục được ông bà anh chị em, có thể vâng phục được một mai khi thử thách đến ở trong cuộc đời của mình. Amen. Thờ ơn Chúa.